Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, sáng ngày 18 tháng 12, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri thành phố Yên Bái. Tại hội nghị, các cử tri thành phố Yên Bái đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh và thành phố Yên Bái đã đạt được trong thời gian qua. Trên tinh thần dân chủ cởi mở, cử tri cũng kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên, phòng chống dịch và xây dựng thiết chế văn hóa. Trong đó, các cử tri đề nghị tỉnh, thành phố Yên Bái có giải pháp di rời cụm công nghiệp Đầm Hồng trước năm 2025, xử lý tình trạng ngập úng trên tuyến đường Điện Biên, quản lý việc khai thác cát sỏi trên sông Hồng, tránh sạt lở bờ kè. Đề nghị tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Cùng với đó, cần có những giải pháp thích ứng linh hoạt hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo cuộc sống an toàn hạnh phúc cho nhân dân. Cử tri cũng mong muốn tỉnh, thành phố lựa chọn nhà đầu tư có năng lực thực hiện các dự án trên địa bàn, tránh tình trạng quy hoạch, dự án treo, đồng thời rà soát diện tích đất do quá trình đô thị hóa để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển đổi mục đích, tránh lãng phí. Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã thông tin tới cử tri kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021, một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí cũng mong muốn năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Yên Bái tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của cử tri trong thực hiện các nghị quyết, đề án của Hội đồng nhân dân, giám sát hoạt động của cấp ủy chính quyền các cấp, đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Yên Bái theo đúng tinh thần nghị quyết 23 của tỉnh ủy, để thành phố xứng đáng là đô thị đầu tàu, động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đô thị xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đã trực tiếp trả lời những ý kiến kiến nghị của cử tri những lĩnh vực thuộc thẩm quyền, cũng như tiếp thu những ý kiến kiến nghị không thuộc thẩm quyền, trình các cấp xem xét giải quyết trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 18 tháng 12, đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo đề dẫn của đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình tại hội nghị cho biết, sau khi ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban, Thường trực Hội đồng dân tỉnh đã nhận được 13 báo cáo tham luận của các ban Hội đồng dân tỉnh, Thường trực Hội đồng dân các huyện, thị xã, thành phố. Qua nghiên cứu cho thấy, nội dung các báo cáo tham luận tập trung đi sâu vào thảo luận, phân tích công tác triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức kỳ họp tại địa phương, nêu được khó khăn vướng mắc, chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm, cách làm hay, có nhiều kiến nghị và đề xuất những giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, hội nghị giao ban chính là diễn đàn để Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện đánh giá những kết quả hoạt động từ khi nhiệm kỳ mới bắt đầu. Với việc tổng kết từ thực tiễn, phân tích sâu sắc để làm rõ thêm những kết quả đạt được, kết hợp với trao đổi học tập kinh nghiệm của các huyện, thị xã, thành phố, đề xuất các giải pháp để tạo sự thống nhất trong hoạt động thời gian tới. Tiếp đó, tại hội nghị, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã tham luận các nội dung về việc đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp Hội đồng nhân dân. Công tác thông tin tuyên truyền về kỳ họp, việc cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước của tỉnh vào xây dựng và ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức thẩm tra, ban hành nghị quyết. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội đồng nhân dân các cấp đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời đánh giá cao những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn được các đại biểu chia sẻ tại hội nghị. Các ý kiến thảo luận đã làm rõ và khẳng định vai trò quan trọng của công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân, coi đây là yếu tố quyết định đến thành công của một kỳ họp. Về một số nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân trong thời gian tới, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đề nghị Hội đồng dân các cấp cần tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng dân các cấp tỉnh Yên Bái và đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng dân các cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2026. Tiếp tục đổi mới công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp theo hướng rút ngắn thời gian trình bày các văn bản, dành nhiều thời gian cho thảo luận, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các tổ đại biểu, nhất là trong vấn đề chuẩn bị nội dung chất vấn, tổng hợp, phát biểu tại kỳ họp, đảm bảo chất lượng, đi thẳng vào trọng tâm những vấn đề mà cử tri quan tâm. Đối với những vấn đề có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực có thể xem xét, mời lãnh đạo Ủy ban dân cung cấp trả lời.
Bên cạnh đó cũng cần đổi mới hoạt động giám sát theo hướng bao quát các lĩnh vực quản lý nhà nước, định hướng của cấp ủy, tập trung vào những vấn đề lớn của địa phương có tác động mạnh đến đời sống của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp tiếp xúc cử tri, đảm bảo các ý kiến, kiến nghị của cử tri được phản ánh đầy đủ, chính xác, gửi đến cơ quan đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời, dứt điểm. Chiều ngày 17 tháng 12, Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, đã dự sinh hoạt tại chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu. Chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu hiện có 27 đảng viên, trong đó có 3 đảng viên dự bị. Với chức năng nhiệm vụ là lãnh đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Từ đầu năm đến nay, chi bộ đã triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên tới 100% đảng viên, tổ chức rà soát, đánh giá năng lực, sở trường công tác của từng đảng viên, viên chức để bố trí vị trí việc làm, công việc chuyên môn phù hợp. Trên cơ sở giảm đầu mối viên chức văn phòng, hoàn thành một cuộc kiểm tra đảng viên, một cuộc giám sát đảng viên theo kế hoạch. Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị quản lý tốt hơn 36.000 ha rừng, phối hợp tổ chức 47 buổi tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng, thu hút hơn 3.500 lượt người tham gia ký kết bảo vệ rừng, sản xuất, gieo ươm và tiêu thụ 260.000 cây giống phục vụ cho công tác trồng rừng mới. Trong năm, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu cũng đã hoàn thành trồng 100 ha rừng, đạt 135% kế hoạch được giao. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh đã chia sẻ những khó khăn của chi bộ, cơ quan Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu, đồng thời đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt và những kết quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chi ủy, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu từ đầu năm đến nay, đặc biệt là việc hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu về trồng rừng mới. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng rừng phòng hộ và độ che phủ rừng. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cũng đề nghị trong thời gian tới, chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm công tác sinh hoạt đảng theo đúng quy định, tăng cường đoàn kết trong chi bộ cơ quan, tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về quản lý bảo vệ rừng hàng năm, đặc biệt là thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp về phát triển lâm nghiệp. Sáng ngày 18 tháng 12, Sở Công Thương phối hợp với Vụ Chính sách Thương mại Đa biên Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2021. Tại hội nghị, lãnh đạo Vụ Chính sách Thương mại Đa biên đã tập trung làm rõ về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế khu vực và toàn cầu, những cơ hội và thách thức của các cam kết chính trong Hiệp định CPTPP, EVFTA, vai trò và tầm quan trọng của thương mại điện tử trong hội nhập kinh tế quốc tế. Đặc biệt, tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin và làm rõ những nội dung Yên Bái cần chú ý để tận dụng hiệu quả của hội nhập kinh tế quốc tế, phân tích những tiềm năng và thách thức đối với các mặt hàng chủ lực của tỉnh Yên Bái khi thực thi hiệp định như hàng nông thủy sản, dệt may, sản phẩm nhựa và nguyên liệu, đồng thời thảo luận một số giải pháp để Yên Bái nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm xuất khẩu, công tác xúc tiến thương mại tại thị trường các nước thuộc EU, chuẩn bị và đối phó kịp thời với các tranh chấp thương mại, phát triển nhân lực trong doanh nghiệp. Theo các chuyên gia, với phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao, Hiệp định EVFTA sẽ giúp Việt Nam nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng tiếp tục cải cách thể chế và khung pháp lý, cải thiện môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng sẽ gặp phải nhiều thách thức khi tham gia các hiệp định tự do thế hệ mới, đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhanh chóng cải thiện quy trình sản xuất và kiểm định chất lượng trong sản xuất để đáp ứng được những yêu cầu nghiêm ngặt về nhập khẩu vào thị trường EU, cũng như các điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế quan của EVFTA. Do vậy, việc tổ chức hội nghị tập huấn đã giúp tỉnh Yên Bái tiếp tục thực thi có hiệu quả các nội dung về hội nhập kinh tế quốc tế, các cam kết quy định trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã tham gia ký kết, giúp các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn có kế hoạch và chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới, nhất là sau đại dịch COVID-19. Ngày 18 tháng 12, Báo Xây dựng phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Thủy Ngân, thành phố Yên Bái, tổ chức chương trình trao tặng xe lăn cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Trần Yên. Trong dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 25 chiếc xe lăn cho 25 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Trấn Yên với tổng giá trị là 50 triệu đồng. Trao tặng xe lăn là hoạt động ý nghĩa được Báo Xây dựng phối hợp với các cấp ngành, tổ chức, đoàn thể cũng như toàn xã hội tổ chức thường xuyên, là món quà có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm của xã hội đối với những người không may mắn trong cuộc sống, góp phần giúp những người khuyết tật giảm bớt khó khăn trong đi lại, sinh hoạt, nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Ngày 18 tháng 12, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái, Trường Cao đẳng Nghề, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình và huyện đoàn Trấn Yên đã phối hợp tổ chức chương trình gian hàng miễn phí, chia sẻ yêu thương, hỗ trợ các hộ nghèo tại xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên.
Gian hàng miễn phí chia sẻ yêu thương là hoạt động có ý nghĩa thiết thực được Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái phối hợp với các đơn vị tổ chức nhằm chia sẻ một phần khó khăn đối với các hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 3 thôn có 100% là đồng bào người Mông của xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, gồm thôn Khe Tiến, Khe Ron và Hồng Lâu. Gian hàng miễn phí với nhiều sản phẩm đồ dùng thiết yếu như mì tôm, dầu ăn, bột canh, gạo, nồi cơm điện, mũ bảo hiểm, ba lô, vở học sinh, chăn, quần áo các loại. Đây đều là các sản phẩm được Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh cũng như các đơn vị phối hợp kêu gọi các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ với tổng trị giá trên 30 triệu đồng. Chương trình gian hàng miễn phí chia sẻ yêu thương đã góp phần chia sẻ khó khăn, lan tỏa tình yêu thương giữa con người với nhau, từ đó giúp các hộ nghèo người Mông của xã Hồng Ca có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đây cũng là chương trình gian hàng miễn phí thứ tư được Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh phối hợp với các đơn vị địa phương tổ chức trong năm 2021. Sáng ngày 18 tháng 12, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh tỉnh Yên Bái phối hợp cùng thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên tổ chức chương trình chung tay góp sức giữ gìn bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp tại khu vực công viên Đầm Vối, thị trấn Cổ Phúc. Tại chương trình, đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh tỉnh Yên Bái đã trao tặng 20 thùng rác công cộng cho nhân dân tổ 6 thị trấn Cổ Phúc, góp phần nâng cao ý thức của người dân Cổ Phúc trong việc chung tay giữ gìn bảo vệ môi trường sống xung quanh được xanh sạch đẹp. Với mục đích xã hội hóa các hoạt động an sinh xã hội và thực hiện phương châm doanh nghiệp đồng hành cùng nhà nước và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, thời gian tới, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như bảo vệ môi trường, làm nhà tình nghĩa, chương trình áo ấm mùa đông cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao, tặng ghế đá ở các khu vực công cộng như công viên, khu giải trí, vui chơi và trường học. Đây là các hoạt động có ý nghĩa của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh tỉnh Yên Bái, góp phần cụ thể hóa thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, xây dựng tỉnh Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những biện pháp quyết liệt hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19 được huyện Lục Yên triển khai thực hiện trong thời gian qua, đó là siết chặt quản lý những công dân thực hiện cách ly y tế tại nhà. Bên cạnh chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, thì huyện Lục Yên cũng kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Tân Phượng, một xã vùng 3 của huyện Lục Yên, chủ yếu là đồng bào dao đỏ sinh sống, địa bàn giáp danh với xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Ngay khi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư ở Việt Nam bùng phát, xã Tân Phượng đã thành lập và duy trì chốt kiểm soát của xã tại khu vực giáp danh. Cùng với việc kiểm soát chặt chẽ các công dân đi đến về địa phương, xã Tân Phượng cũng siết chặt quản lý các trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại nhà. Việc chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để người dân cách ly y tế được xã Tân Phượng phối hợp với các gia đình thực hiện. Hiện nay trên địa bàn xã Tân Phượng có 6 công dân đang thực hiện cách ly y tế tại nhà. Xã đã phát huy tốt vai trò giám sát của các tổ tự quản và người dân trong việc quản lý theo dõi các trường hợp này. Bên cạnh đó, xã rà soát các gia đình đi làm ăn xa, từ đó tuyên truyền vận động mượn nhà, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng làm nơi thực hiện cách ly y tế tại nhà cho các công dân về địa phương. Hiện toàn xã Tân Phượng có 24 nhà sẵn sàng cho mượn để làm địa điểm cách ly y tế tại nhà. Ngoài ra, xã cũng chuẩn bị 2 điểm lẻ của trường học khi cần thiết để làm điểm cách ly. Cháu về từ trường cao đẳng nghề Yên Bái. Khi về xã thì cháu có vào trạm y tế khai báo và có được xét nghiệm. Và sau khi về đến nhà thì cháu không về thẳng nhà mà cháu được chính quyền địa phương đưa đi cách ly. Nên cháu cùng một bạn nữa cùng cách ly. Thì khi cách ly tụi cháu thì không đi đâu hết. Điều kiện thì rất là tốt ạ. Hiện nay trên địa phương có 6 trường hợp cách ly y tế tại nhà theo quy định. Trong quá trình thực hiện cách ly tại phường thì các công dân tham thực hiện cách ly đảm bảo theo đúng quy định. Và trong quá trình thực hiện cách ly, địa phương có tổ giám sát những cái trường hợp cách ly ở tại địa phương và thường xuyên nhắc nhở thực hiện đúng cái quy định cách ly. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, huyện Lục Yên đã chủ động quyết liệt, nghiêm túc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống. Cùng với việc thường xuyên tuyên truyền thông tin tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo của ngành y tế, kiểm soát chặt chẽ công dân đi đến về địa phương, thần tốc truy vết, lập danh sách các trường hợp theo thông báo khẩn, xử trí linh hoạt, ứng phó hiệu quả các tình huống, thì huyện Lục Yên cũng siết chặt quản lý các trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại nhà. Các xã thị trấn nắm chắc thông tin các công dân đi làm ăn xa, đặc biệt ở các địa phương có dịch, tuyên truyền vận động công dân, gia đình có con cháu đi làm ăn xa trước khi về phải liên hệ với địa phương, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế.
Đối với các trường hợp phải thực hiện cách ly y tế tại nhà, các xã thị trấn tích cực phối hợp với các gia đình chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo theo quy định, thực hiện dồn nhà, mượn nhà để các công dân cách ly y tế. Cùng với việc thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, động viên các trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà, huyện Lục Yên cũng phát huy hiệu quả 195 tổ tự quản tại các thôn, tổ dân phố, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đối với những trường hợp cách ly tại nhà thì phải lấy thông tin thật chính xác, cụ thể và xuống địa bàn, xuống nhà để hướng dẫn, kiểm tra kịp thời trong những cái thời gian cách ly ở nhà, xem có chấp hành không, nhắc nhở gia đình và mọi người chấp hành. Đối với cái việc quản lý công dân mà cách ly tại nhà thì ban chỉ đạo của xã đã chỉ đạo sát sao đối với cái tổ tự quản của thôn, là khi có quyết định cách ly thì ban chỉ đạo xã cũng đã nhắc nhở công dân là không giao tiếp, không tiếp xúc với ai mà chỉ ở tại nhà. Đấy, đảm bảo theo cái quyết định cách ly của ban chỉ đạo của xã và tuyên truyền các cái công dân thuộc diện cách ly là không tham gia, không đi ra ngoài và cũng đảm bảo theo cái quy định của ban chỉ đạo của xã để công tác phòng chống dịch đảm bảo theo yêu cầu. Theo số liệu báo cáo, trên địa bàn huyện Lục Yên hiện nay có 420 người đang thực hiện cách ly tại nhà và trên 1.200 người đang theo dõi sức khỏe tại nhà. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời, đồng bộ của các cấp các ngành, thì ý thức trách nhiệm và sự tự giác của mỗi cá nhân, đặc biệt là các trường hợp cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú là rất quan trọng. Qua đó góp phần cùng địa phương kiểm soát tốt, sàng lọc, phát hiện sớm, góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19 đạt hiệu quả.